Ở tập trước các bạn đã cùng mình thưởng thức món cà phê sữa dừa ở một quán cà phê siêu dễ thương và được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Sóc Trô từ trên cao ở vòng quay siêu khổng lồ, một biểu tượng du lịch mới toanh ở thành phố Sóc Trô. Và ở tập này, địa điểm cuối cùng trước khi kết thúc cuộc hành trình của mình đó chính là chợ hải sản Sóc Trô. Đây là một địa điểm quá quen thuộc nhưng bắt buộc phải tới để thưởng thức những món ăn nổi tiếng của thành phố. Ok, và bây giờ hãy cùng mình khám phá khu chợ nhé. Hello, xin chào mọi người. Hiện giờ mình đang ở quán cua. Đây là cái quán mà của người yêu mình là Thảo đã làm cách đây 3-4 năm trước, và hôm nay tới để thăm bà chủ của Thảo. Và đây là cái con đường mà phải nói là quen thuộc không chỉ riêng Thảo mà với mình nữa. Hiện giờ là mình đang ở chợ Sóc Trô. Đây là hội chợ lớn nhất ở khu vực thành phố Sóc Trô này. Đây đằng trước đây, mình sẽ quay cái đằng trước. Đây là Sóc Trô Hoàng Văn Xuân San Xi Trăng, đây là chợ hải sản Sóc Trô đó, rất là nổi tiếng luôn. Ai mà đến thành phố Sóc Trô thì sẽ phải tới thăm ngôi chợ này. Đây là ngôi chợ mà không còn lạ gì với mình nữa, mình đã có khoảng thời gian đã từng làm ở ngôi chợ này. Ở trước chợ đó là quầy trái cây, mình sẽ đi vào ở những cái ngõ ở trong chợ. Đây là các quầy ăn vặt nè, có kim bạc đầy đủ. Đây ở đây cũng là một quầy kim bạc đó. Ở đây là quán gà Mansoc. Đây đây là cái tên thương hiệu gà nổi tiếng ở Sóc Trô, nổi tiếng ở toàn Hàn Quốc luôn. Nếu các bạn thích đồ khô thì đây cũng là một sự lựa chọn. Những cái thành phố biển như thế này thì rất là nổi tiếng về những cái đồ khô. Đây, đi vào đây là rất là đông luôn. Em ơi, em muốn đi ăn gì? Để ta coi coi ha. Anh làm bánh chưng, tìm cái quán bánh chưng rồi chứ. Những quầy đá bao vào mùa hè là rất bán, rất là chạy luôn. Trời ơi, tuy là ngày thứ tư thôi nhưng mà chợ rất là đông, bởi vì đây là đang ở trong kỳ nghỉ hè, cho nên kỳ nghỉ toàn quốc luôn, cho nên là rất là nhiều người tới đây để tham quan và ăn uống những cái món ngon ở tại Sóc Trô. Sóc Trô là từ lâu đã trở nên là một cái thành phố mà thu hút khách du lịch, gần như là quầy nào cũng có người nước ngoài làm cả. Ồ, nhìn nó nhỉ, cái này là gì? Bốc cung kê kìa. À, bốc cung đồ kê. Là một cái ở đây là cơ sở chính của Mansoc là bánh trâu, rất là nổi tiếng luôn. Mua không? Có sai đấy. Ồ, mua đấy, đây lấy tiền nữa nè. Man Kuchon nó nghĩ nó cũng chó để bô thông mạch là 19.000 nè, Kurai tư là 17.000 nè. Đây, đây là bô thông mạch nè. Đấy, của mua phát là có ngay xong luôn. Nè, cũng xem đi đó. Giá thì chỉ có 19.000 won thôi, khá rồi. Đây để anh cầm nhé.
đời gọi như thế này nè. Hồi xưa sống ở Sóc Trô thì mình ăn ngán rồi, mà bây giờ thì lâu quá mình chưa tới đây cho nên mình phải mua cái này về mình ăn. Đây là cái quầy mà đồ khô chiên rán rất là ngon luôn. Những cái quán là xếp hàng là phải nói là không biết khi nào mới xong luôn á, đợi chờ rất là lâu. Trời bán quá trời luôn. Tôi nói bánh gì chứ như ngon mà. Món đây là Uchiha Sunte rất là nổi tiếng ở thành phố Sóc Trăng. Ở chỗ đấy là có bốn vị, là một cái là original 3.000 won, kare là 3.500, uchu là vị ớt và vị chichu là 4.000, là vị đắt nhất. Bây giờ là mình sẽ, tức là mình sẽ mua cái original và một cái chichu. Người ta lấy bánh của những vật liệu như thế này, xong rồi sau đấy người ta chiên ở bên cái bếp dầu như thế này. Đây là đó, chủ người ta ở bên trong là có cái bếp. Ủa, ở bên trong giống em á vậy, rất là tấp bập luôn. Gần như là làng khách rất là đông. Mình đi chơi thì mình không cảm nhận được điều gì, chứ mà là người làm thì sẽ rất là mệt, bởi vì phải nhận rất là nhiều món. Đây, ở bên trong, ở bên ngoài là hình như là một cái lớp khám xa, còn phía bên trong bệnh nhân rất là nhiều bệnh nhân. Bây giờ là chỉ còn có vị chi sư và kare thôi. Đi Sóc Trăng mà muốn sống mà ăn cơm thì đúng. Bây giờ mình là khách du lịch rồi, mình sẽ thanh toán tiền xe, nhập số đuôi xe của mình. Ồ đúng rồi, 8389 luôn, có 500 won nữa, ít vậy. Xin trong kho thừa, xin trong kho thừa thu ít đó. Là nó sẽ check cho mình dọn xuống trường. Ok. Và bây giờ địa điểm tiếp theo sẽ là một quán ăn Việt Nam rất là nổi tiếng ở thành phố Sóc Trăng. Sóc Trăng là nổi tiếng có rất là nhiều quán Việt Nam ngon, nhưng mà có một cái quán rất là nổi tiếng, đấy là cái quán mà rất là hợp với lại hương vị của tụi mình luôn đó. Ok, let's go. Địa điểm cuối cùng đó chính là quán Hạ Long quán. Địa điểm cuối cùng của mình đó chính là quán Hạ Long ở trên đây. Wow, một không khí rất là Việt Nam ngay tại Hàn Quốc luôn. À, có. Dạ chào. Rồi, cô chào. Dạ. Rất là nhiều món Việt Nam luôn. Quán Hạ Long này rất nổi tiếng. Ô tôm giống hả? Cô cũng ngon, cũng có cả rượu đấy nghe ta. Vâng ạ. Cô cũng chưa cua nữa. Hay là chắc anh ăn đúng. Dạ. Hay là ăn bún riêu ta. Ăn bún hóa đây ngon. Đây là không gian bên trong của quán rất là rộng rãi luôn. Quán là cũng đã có tại Sóc Trăng cách đây 6-7 năm trước rồi, nhiều khi trước khi mình sang hàng nữa. Đây, ở đây có bán rất là nhiều đồ Việt Nam ở đây. Cháu ở đâu xuống hả? Dạ, cháu ở Cang Nưng à. À, vậy hả?
xoài ạ. À? Dạ. Một con gà. Trời ơi, để làm cái này cho mấy em đã một cái bún chị làm thêm một cái bún bò với lại một cái bún riêu với một cái gỏi gà. Đây cái em không chăm cái này không chăm. Dạ. Một con gà. Một con khỉ rất là Việt Nam luôn. Gỏi gà nè. Dạ. Dạ con đi đây rồi. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Có. Đây là bữa tối của tụi mình. Bây giờ mình sẽ đi về.